Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người sinh ra từ chân lý. Tên tuổi và sự nghiệp của người thật sự là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho mọi trái tim của người Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh có sức vẫy gọi mọi tấm lòng người Việt Nam, bởi lẽ nó gần gũi với mọi người. Ai cũng có thể tìm thấy phần mình trong những lời dạy của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mọi người, nhất là với lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp sức cho nghị lực của mọi người để xây dựng một cuộc sống của mình và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Với những mẫu chuyện ngắn mà tôi đã sưu tầm được, sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc. Từ đó, biết trân trọng hơn từng phút giây, được sống và được làm theo lời Bác. Câu chuyện Bác Hồ là thế đấy. Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo với Bác là có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên, cùng đi với cụ là một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng. Thưa Bác, cháu xin thay mặt bà con ở địa phương lên thăm sức khỏe của Bác và có ít cá mới đánh lên đem nước Bác. Cá loại này là cá tiếng nổi tiếng ở đầm Dạ Trạch đấy ạ. Thưa cụ, cụ ngang tuổi tôi, xin cụ đồng xưng hô như thế. Vâng, nếu cụ cho phép. Ao nhà ta có rộng không mà cụ thả được nhiều cá vậy? Dạ thưa cụ, đây là cá của hợp tác xã. Cá của hợp tác xã là tài sản chung của bà con, phải để cho bà con dùng chứ. Thưa cụ, nhờ có ông lãnh đạo tỉnh giao cho nên lần đầu tiên tôi mới được gặp cụ chủ tịch nước. Thật là may mắn cho tôi quá. Còn cá thì đã trót mang lên đây rồi, xin cụ vui lòng nhận cho, chúng tôi khỏi phải đem về. Hồ Chủ tịch cho mời ông cán bộ phụ trách nhà bếp lên gặp người. Loại cá này ở chợ Bắc Hoa bán bao nhiêu một cân? Thưa Bác, một cân giá... Vậy thì chú cân lên xem tất cả là bao nhiêu cân, coi như nhập vào nhà bếp của cơ quan, và chú tính xem bao nhiêu tiền để gửi cụ cầm về. Quay sang vị khách quý ở Hưng Yên, Hồ Chủ tịch ân cần nói: tôi xin đa tạ tấm lòng của cụ và bà con xã nhà đối với tôi. Quà cụ và bà con cho tôi nhận rồi, còn đây là số tiền tôi gửi lại cho cụ, đem về nộp vào quỹ hợp tác xã. Các bạn thân mến, đất nước chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường mang lại, thì còn có những mặt tiêu cực trong mỗi con người lại trỗi dậy. Mặt trái của kinh tế thị trường luôn là miếng đất dung dưỡng cho các thói hư tật xấu, cho chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, lối sống vật chất tiêu dùng vô độ. Các giá trị tinh thần ngày càng bị coi nhẹ khi con người rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thì còn đâu đức hy sinh, lòng thương người. Cũng từ chủ nghĩa cá nhân sẽ đẻ ra hàng loạt những mánh khóe, thủ đoạn nhằm bảo vệ lợi ích cá nhân, xem nhẹ lợi ích tập thể. Qua câu chuyện Bác Hồ là thế đấy,
cho chúng ta thấy phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là sự liêm chính của người. Người không tham lam, không vụ lợi. Người coi trọng và đặt lợi ích của nhân dân, của đồng bào, của tổ chức lên trên lợi ích cá nhân. Câu chuyện còn là một lời nhắc nhở, là sự dạy bảo mà mỗi người chúng ta phải học tập noi theo.